Drive Zone on Zone Radio. Hello, xin chào mừng mọi người đã quay trở lại với khung giờ âm nhạc thứ hai trên chuyến tàu Drive Zone MRT buổi chiều ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ chào đón thêm một vài hành khách đặc biệt nữa để giúp cho buổi chiều thứ sáu của mọi người sẽ trở nên vui vẻ và nhiều những cái ca khúc hay hơn nữa. Đầu tiên thì sẽ là người bạn đồng hành mới cùng với cả Sugar trong chiều nay, đó chính là Tô Hy. Xin chào tất cả các bạn khán giả đang lắng nghe Drive Zone trong buổi chiều ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với chuyên mục là Friday Passenger, nghĩa là chúng ta sẽ đón thêm một bạn hành khách nữa lên chuyến hành trình của chúng ta ngày hôm nay để chúng ta có thêm nhiều câu chuyện thú vị xoay quanh âm nhạc và giải trí. Yeah, và đây mới chính là nhân vật chính, còn Tô Hy chỉ là nam phụ thôi mọi người. Yeah. Hãy cùng vén tấm rèm bí ẩn để xem ai sẽ là khách mời đặc biệt trong Friday Passenger ngày hôm nay nhé. Hello! Hello, hello Sugar and Tô Hy. Xin chào mọi người. Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Drive Zone. Nhi rất là vinh dự khi được trở thành a Friday passenger today. Yeah. Cũng đã rất lâu rồi thì Sugar mới được chào đón Xuân Nhi quay trở lại với chuyến tàu âm nhạc Drive Zone và trong Friday passenger ngày hôm nay. Không biết là tình hình dạo này như thế nào, sức khỏe có ổn không? Rồi có xinh hơn ngày trước nhiều không? Trời ơi, Xuân Nhi rất là vui khi được gặp lại Sugar, nhất là Sugar đó. Tại vì cách đây hình như cũng hơn 2 năm, gần 2 năm nhỉ. Thì mình cũng đã gặp nhau trực tiếp tại Zone FM. Và lúc đó thì Xuân Nhi chỉ mới ra bài hát Summer Night. Thì rất là nhiều thứ đã xảy ra. Thì hiện giờ Nhi vẫn đang, Nhi đang ở Mỹ. Và Nhi so many things, kiểu như là hai mùa Covid vừa qua thì rất là nhiều chuyện xảy ra. Và Nhi thì rất là may mắn là vẫn ổn, mạnh khỏe, mọi thứ cũng rất là ổn. Và Nhi cũng đã cho ra mắt rất nhiều những cái sản phẩm âm nhạc riêng của mình. Phải nói là mọi thứ rất là tốt đẹp. Rất hy vọng Sugar và tôi cũng vậy. Dạ, đó là lời chào từ khách mời của chúng ta. Thì mình cũng nói một chút về chủ nhà. Nghĩa là Drive Zone chúng ta ngày hôm nay, chúng ta sẽ khám phá qua nhiều trạm dừng khác nhau. Và mỗi trạm dừng thì chúng ta sẽ có thêm nhiều thông tin rất là hấp dẫn. Và đầu tiên chắc là chúng ta cùng Xuân Nghi khởi động nhẹ nhẹ, đổ nhiên liệu, đổ xăng nhẹ nhẹ cho chuyến tàu chúng ta bắt đầu lăn bánh trơn tru mượt mà hơn ha. Qua cái chuyên mục đầu tiên đó là ID Passenger. Với cái chuyên mục này thì Nghi sẽ tham gia trả lời một vài những cái câu hỏi. Mình sẽ trả lời nhanh và ngắn gọn thôi, để cho Drive Zone cũng như là các thính giả đang lắng nghe chương trình sẽ tìm hiểu lại một chút về bạn. Và có thể biết được xem là thời gian gần đây thì Xuân Nghi của năm 2021 đã như thế nào nhá. Nghi đã sẵn sàng chưa? Nghi sẵn sàng. Chuẩn bị nha. Câu hỏi đầu tiên, nếu sử dụng các loại màu sắc để miêu tả về mình thì Xuân Nghi sẽ là màu gì? Màu hồng. Màu hồng. Nghe vào luôn. Tại sao lại chọn màu hồng ta? Nghi tự thấy mình là một người rất là may mắn. Một cuộc đời của mình rất phải nói là mọi thứ rất là thuận lợi. Và mình cũng lúc nào cũng luôn luôn giữ một cái attitude nó rất là positive, rất là lạc quan. Thì mình luôn nhìn mọi thứ nó ở một cái hướng rất là tốt đẹp. Cho nên mình nghĩ là đó là cũng là lý do tại sao mà cái good vibe nó cũng tới với mình nhiều hơn. Và lúc nào mình cũng cố gắng để giữ được cái nguồn năng lượng đó cho người. Thì mình nghĩ màu hồng rất là hợp với mình. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo nha. Câu hỏi thứ hai là Xuân Nghi nghĩ gì với nghệ danh từ nhỏ là bé Xuân Nghi? Xuân Nghi rất là biết ơn cái chữ bé Xuân Nghi. Tại vì nhờ bé Xuân Nghi mà mình mới có được ngày hôm nay. Cái đó là chuyện không bàn cãi rồi. Nhưng mà càng già đi á, giờ Xuân Nghi cũng 27 tuổi rồi, thì được mọi người gọi là bé Xuân Nghi nên mình vẫn rất là vui, mình cảm thấy rất là trẻ. Cho nên mình lúc nào cũng thích coi như là tên họ của mình, tên Xuân Nghi họ bé vậy đó. Tại vì ai lúc nào cũng muốn được làm em bé đúng không nào? Rất là kiểu như cảm giác được cưng chiều á. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với câu hỏi số 3 này. Hiện tại thì bạn đang nhớ điều gì nhất ở Việt Nam? Wow, Nghi hiện tại thì Nghi nhớ nhất những cái đêm đi ăn đi ăn hàng, ăn quán, đi uống, đi crab với mấy bạn gái. Có ăn ốc không? Ăn ốc Sài Gòn đêm đúng, đúng không? Đúng rồi, ăn ốc. Đúng rồi, ăn ốc nè, rồi bột chiên nè, bánh tráng nướng nè, rồi bắp xào, mấy cái món ăn lặt vặt ở ngoài phố đi bộ đó. Đó, rất là nhớ những cái đêm như vậy. Đó là những món ăn vặt rất là thường thấy của các bạn trẻ Việt Nam đúng không nào? Và trong những cái buổi tụ họp đó thì có rất là nhiều kỷ niệm, những cái câu chuyện bên bạn bè của chúng ta nữa. Còn bây giờ sẽ là câu hỏi số 4. Đó là giữa nhạc sĩ nè, nhà sản xuất âm nhạc và ca sĩ thì Xuân Nghi thích nhất ở vị trí nào? Nghi thích nhất ở vị trí nhà sản xuất âm nhạc á. Tại vì Nghi cảm thấy mình có một chút năng khiếu kinh doanh ở trong âm nhạc ở trong đó. Thì Nghi cũng rất là thích hát, nhưng mà Nghi cảm thấy là mình
hát vẫn không hay bằng rất là nhiều bạn. Và ngay cả viết nhạc, Nghi cũng cảm thấy mình cũng viết nhạc cũng không hay bằng nhiều bạn nữa, cho nên Nghi cảm thấy tự tin ở phần sản xuất. Vậy là đôi khi là mình biết rằng là cái thế mạnh, cái sở trường của mình ở đâu thì mình sẽ phát triển cái đó. Sư Giờ nghĩ rằng đó cũng sẽ là một cái khá là hay ho và cũng sẽ dễ hơn cho mình khi mà mình phát triển cái sự nghiệp sau này, đúng không? Rõ định hướng của mình. Và một cái câu hỏi cuối cùng trong ID Passenger ngày hôm nay, nếu tự chấm điểm về chất giọng, giọng hát của mình á, theo thang điểm 10 thì Xuân Nghi nghĩ rằng là sẽ cho bản thân bao nhiêu điểm? Ui, Nghi nghĩ chỉ được 5 hay là dưới 5, dưới trung bình. Khiêm tốn quá nè. Tại vì không, thật sự là Nghi, tại Nghi cũng làm việc rất là nhiều với các bạn nghệ sĩ trẻ và Nghi biết rất là nhiều người rất là tài năng và rất là giỏi, và nó cũng không chỉ tài năng không mà các bạn nó luyện tập rất là nhiều, thì cái đó là cái chuyện mà Nghi thấy là quan trọng nhất. Còn Nghi thì Nghi còn phải tập luyện nhiều lắm nếu mà Nghi muốn thực sự tập trung vào chuyện ca hát. Cho nên là chỉ có dưới trung bình thôi, nhưng mà Nghi vẫn sẽ luôn luôn cố gắng trau dồi hơn. Ok, với những cái câu hỏi nhanh vừa rồi thì hy vọng rằng là các thính giả đang lắng nghe Trizo lúc này cũng sẽ hiểu thêm một phần nào đó về bé Xuân Nghi đang trò chuyện cùng với chúng ta. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục hành trình Friday Bartender ngày hôm nay trên Trizo mọi người nhé. Cũng có một cái dạo mà Trizo thấy rằng là mọi người cũng đang rất là lo lắng cho Xuân Nghi, bởi vì biết được một cái thông tin là bạn đã vô tình là va phải cái con Covid-19 trong một cái thời gian. Thế nên là không biết là cái lúc mà mình biết được cái kết quả rằng là ôi tôi chết rồi, mình va phải cái con Covid này rồi, thì tâm trạng của Nghi như thế nào? Nghi có thể chia sẻ lại một chút về cái khoảng thời gian đó được không? Thật ra Nghi cũng có một cái câu chuyện rất là buồn ở cái thời gian đó. Tại vì cái lúc Nghi bị Covid thì đó là đúng kiểu như trước ngày Noel một hai ngày thôi. Có nghĩa là khoảng cái thời gian Nghi rất là mong muốn được ở với gia đình nè, rồi ở nhà tập trung mọi người. Rồi tại vì lúc đó một cái chương trình ca nhạc mang tên là Home for the Holidays của Nghi cũng vừa ra mắt, và Nghi cứ expect là ngày hôm đó mình sẽ bật cái chương trình này lên cho mọi người cùng xem này nọ xung bày. Thì cái lúc mà phát hiện ra mình đã bị Covid rồi là lúc đó Nghi cũng đã bị cách ly giữa Nghi với gia đình. Coi như gia đình đi 4 người thì bị 4 người mỗi người một nơi hết rồi, tại vì mình rất là sợ. Thì khi mà phát hiện cả gia đình cũng bị thì Nghi đã phải ở cách ly ở khách sạn cũng phải được bị 2-3 ngày á. Rất là buồn, rất là cô đơn. Thì cái lúc mình biết một cái là mình cũng giống như mình chấp nhận rồi đó. Thì mình cũng có lo sợ, nhưng mà cũng hy vọng là trẻ và mình có nhiều sức đề kháng, cho nên là mình cũng trau dồi cho bản thân rất là nhiều, mình cũng ăn uống rất là nhiều, và mình cũng uống vitamin C này, uống rất nhiều vitamin khác nhau. Nói chung là cũng vẫn rất là lạc quan. Và thì nhờ một cái sự kỳ diệu của đêm Noel thôi thì Nghi cũng chỉ bị bệnh, những cái dấu hiệu cũng chỉ có một hai ngày thôi. Và từ đó Nghi khỏe lên dần dần thì mình cũng rất là thấy biết ơn cuộc sống. Và cái đêm Noel về cả gia đình Nghi mỗi người một nơi vậy đó, rất là buồn, rất cô đơn, biết sao bây giờ. It's better now, yay. Nhưng mà lúc mà đó thì chắc chắn là mình sẽ rất là buồn. Nhưng mà làm sao để Nghi có thể vượt qua cái giai đoạn đó, mình vực dậy tinh thần của mình á? Tại vì cách ly cũng lâu đúng không? Nghi cách ly cũng 2 tuần, 14 ngày. Thì Nghi cũng nói chung là vẫn phải giữ tinh thần lạc quan. Và Nghi nói chung là ăn uống đầy đủ nè. Rồi cũng nhờ cái thời gian này, tại vì trước đó Nghi làm việc quần quật liên tục luôn, không có thời gian nghỉ. Thì Nghi cũng nghĩ là mong thời gian này sẽ như là một cái không phải là kỳ nghỉ, nhưng mà nó một cái gì đó nó lắng lại để mình tập trung cho bản thân hơn. Rồi Nghi cũng dành thời gian để coi phim này phim nọ, nói chung là giữ cho cái tinh thần của mình nó thoáng một chút xíu. Và mình cũng đi ra ngoài hít thở khí trong lành, rồi mình cũng phải đi ra tắm nắng vitamin D nữa, rất quan trọng, rất là bổ ích cho mình. Thì nguyên một cái khoảng thời gian đó Nghi chỉ có vậy thôi, cứ đi ra đi vô không làm gì hết. Nhưng mà là một khoảng thời gian cũng rất là quý báu để mình chiêm nghiệm lại rất là nhiều thứ. Theo như ở Việt Nam mình hay nói á, là đôi khi trong cái rủi mình cũng có cái may, đúng không? Giống như Xuân Nghi chia sẻ là bởi vì mình làm việc cũng đã bị cuốn theo cái guồng đó rất là lâu rồi. Nhưng mà thôi thì dù sao đây cũng sẽ là một cái khoảng để cho bản thân mình được nghỉ ngơi nữa. Và biết đâu là trong 2 tuần đấy thì Xuân Nghi cũng đã sáng tạo và phát triển ra thêm được rất nhiều những cái ca khúc nữa để gửi tặng cho những người mà yêu mến âm nhạc của mình. Thế thì bây giờ chắc là sẽ phải hỏi Nghi kỹ thêm một chút xíu về cái hành trình mà đã vượt qua Covid-19 của bạn nha. Bạn nói rằng là uống vitamin C này, rồi đi phơi nắng để hấp thụ vitamin D này,
rồi nghi nghi còn bổ sung vitamin B5, vitamin zinc kém đó, những cái mình uống nhiều rất vitamin là quan đúng trọng. Không đúng rồi, xong rồi mình ăn nhiều, mình uống nước nhiều, uống nước rất là quan trọng. Thì đó là những gì mà nghi cũng tìm hiểu rất là nhiều ở trên những cái guideline của hội y tế ở Mỹ á. Vì đa số là người Mỹ khi mà bị covid thì phải tự chăm sóc tại nhà, cho nên là họ cũng rất là chi tiết về vấn đề đó. Thì mình chỉ theo guideline, mình cứ theo cái hướng dẫn của nó và mình khỏi bệnh thôi, và cảm thấy rất là may mắn khi đã cùng nhau vượt qua điều đó. Vậy thì qua những cái chia sẻ của Xuân Nghi thì mong rằng là mọi người trong thời gian này cũng hết sức cẩn thận để có thể bảo vệ cho sức khỏe của mình này, có thể bổ sung vitamin thêm. Và đặc biệt một cái nữa là Dryzone thấy rằng là cái thông điệp duy nhất mà Xuân Nghi mang đến trong ngày hôm nay á, đó là mọi người phải giữ một cái tinh thần lạc quan nhất. Một cái năng lượng như thế để dù là có như thế nào đi chăng nữa thì mình cũng sẽ luôn vui vẻ tiếp nhận nó, và rồi thì những cái điều tốt đẹp sẽ đến thôi. Mà cứ nói vui vui là cứ vui lên thì đời nó mới hên á. Quay trở lại với chuyến hành trình Dryzone trong buổi tối ngày hôm nay, theo như mà Dryzone có tìm hiểu được thì nghe nói là khoảng từ năm 3 tuổi thì Nghi có thuộc và hát luyến lấy một cái bài hát của phim. Không biết là Nghi còn nhớ không ta? Tất nhiên là còn. Cái bài hát đó coi như là một những bài hát đầu đời, những giai điệu đầu đời của Nghi á. Thì đó là một bài hát từ bộ phim tên là Luz Carita. Thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Nó như vậy nè. Luz Carita, Luz Carita. Thì lúc đó mẹ Nghi với ba Nghi mới thấy là những cái đoạn luyến như vậy mà lúc đó Nghi mới 2-3 tuổi mà Nghi đã hát theo được rồi. Thì đó là lý do tại sao ba mẹ Nghi cảm thấy là mình cũng có một chút năng khiếu và mới cho mình đi học hát. Là con đường âm nhạc của mình bắt đầu từ đó. Đúng rồi. Thì đó là những cái giai điệu gọi là đầu tiên về một cái nhạc quốc tế mà mình ngân nga đi. Thế không biết là bây giờ Xuân Nghi có nhớ được cái bài hát nào mà Việt Nam mà hồi bé đó là ca khúc đầu tiên mà Xuân Nghi đi hát và đi thu âm không? Nghi có một cái bài hát này rất là đặc biệt, tại vì mỗi lần mình nghe mình thấy mắc cười lắm. Để mình hát cho các bạn nghe nha. Cái này là Never Release luôn. Cái bài này nó tên là Một Chú Mèo. Có một con mèo đi lang thang khi trong sâu thế, không chịu vâng lời, đi lang thang vội vã lối về. Điên học ham chơi còn hay la cà thì ai mến yêu mèo. That's so song. Đó là một trong những bài hát đầu tiên mà Nghi được thu âm với bà. Một chú mèo rất là dễ thương. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục với một cái câu hỏi về một cái dự án mới gần đây của Xuân Nghi. Thì gần đây bạn có tham gia và có release một cái dự án tên là Chạm. Thì chắc là nhờ Nghi chia sẻ một chút về cái dự án này cho các thính giả đang lắng nghe chương trình được không? Đúng rồi. Thì trong thời gian vừa rồi, Nghi và công ty giải trí của Nghi ở bên này tên là F-Gen có ra đời một chương trình tên là Chạm. Thì chương trình này là một trong những chương trình mà Nghi tâm đắc rất là nhiều, tại vì nó rất là theo, nó theo sát rất là sâu với cái chiều một cái khía cạnh khác của Nghi. Thì Nghi rất là hay viết lách nè, chơi sổ nè, rồi rất là hay nhạc jazz, rất là hay ghi chép, viết lách và sưu tầm những cái gì nó rất là vintage. Thì những cái bài hát mà Nghi chọn trong chương trình này là một cái bài hát rất là vớ hữu của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nhạc sĩ Phạm Duy, nhạc sĩ Lưu Yên Phương. Thì những cái bài hát này là những bài hát mà ba mẹ Nghi đã hát cho Nghi nghe từ rất là bé, và Nghi quyết định làm lại cái bài hát này. Nó vẫn giữ cái nguồn cội của nó, nhưng mà nó có một cái chút gì đó nó rất là mới mẻ của tuổi trẻ, một chút Korean ballad, một chút slow jazz. Và đó là lúc Nghi cho rời chương trình Chạm. Thì Nghi hát 6 bài hát và produce hoàn toàn 6 bài hát đó trong chương trình luôn. Thì nó là một cái gì đó rất là dear với Nghi và rất là sâu sắc đối với Nghi, tại vì nó là cái giống như mình lớn lên và mình muốn đem đến những cái giai điệu này tới với các bạn trẻ nhiều hơn. Đó là cái mục tiêu mà Nghi muốn đưa ra cho Chạm. Thì Chạm này chỉ là một cái mở đầu thôi, còn có Chạm 2, Chạm 3, Chạm 4. Và Nghi sẽ dùng cái chương trình này để làm một cái cầu nối để cho những người lớn tuổi ở bên này có thể gửi về những cái lá thư, những cái tâm tình của mình mà họ không nói ra được, gửi về cho chương trình. Và Nghi là chính là người lựa ra những cái lá thư đó và chọn những cái bài hát phù hợp nhất cho những lá thư đó. Mình cũng thấy khá là tò mò về cái tên mà bạn chọn cho dự án của mình ấy. Nó chỉ rất là ngắn gọn, một từ
chạm thôi. Tại sao lại là chạm? Thì cái câu nói mà nghe nói trong chương trình nó như vậy, chạm vào ký ức, chạm vào tâm tư, vào những nỗi niềm của một thời thanh xuân đã qua. Thì đó là cái câu nói chính của chương trình. Đó là những cái gì mà Nghi muốn gửi đến qua những cái bài hát xưa và những cái bức thư từ trước những cái thập niên 70-80 để gói gọn lại thành chạm. Mà cái từ chạm nó cũng gợi cho khán thính giả rất là nhiều cái liên tưởng đúng không? Chạm vào cảm xúc, vào trái tim của những người mà nghe cái dự án đó của Nghi. Với bản thân Sugar thì Sugar nghĩ rằng đây cũng sẽ là một cái dự án khá là hay và cũng sẽ là một cái bước thử thách rất là lớn với cả Xuân Nghi, bởi vì mình vẫn còn là một bạn trẻ thôi, nhưng mà mình lại lựa chọn những cái ca khúc đã rất là cũ rồi, rất là bất hủ và nổi tiếng rồi, để mà có thể thổi hồn một cái phiên bản nó mới hơn để gửi đến cho những cái bạn trẻ ngày nay. Nhưng đó cũng sẽ là một cái rất là hay, là một cái dịp để mà cho các bạn trẻ bây giờ có thể biết được là âm nhạc ngày xưa của bố mẹ mình, thời ông bà mình nó là như vậy. Tự nhiên bản thân mình cũng bồi hồi nhớ lại như kiểu là ngày xưa lúc mình còn nhỏ lít nhít là mình cũng nghe đâu đó những cái giai điệu này rồi. Thế còn thực sự bây giờ nghe lại thì mình cũng cảm thấy là nhạc của thập niên 70-80 cũng có những cái nét rất là cuốn hút riêng và sức sống, thì nó bền từ thời điểm đó cho đến tận hiện nay luôn. Nhưng mà lúc nãy thì Xuân Nghi có nói rằng là bạn là người mà producer sản xuất cho 6 cái ca khúc ở trong cái dự án Chạm này luôn. Thì không biết là với những cái ca khúc đó trong dự án Chạm thì cái bài nào là gọi là đánh đố và khó nhất với Nghi trong cái khâu sản xuất và thể hiện nó? Nghi nghĩ cái bài khó nhất trong cái chương trình này và cũng là một cái bài nghĩ là đơn giản nhất đó chính là bài hát Như cánh bạc bay của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Mặc dù Nghi đã dành rất là nhiều thời gian để suy nghĩ làm sao để sản xuất ra cái version này cho nó vẫn giữ được cái tinh túy của cái bài hát, mà cũng đem đến được cho các bạn khán giả trẻ. Thì cái version của Như cánh bạc bay của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong chương trình Chạm này Nghi thu live không khoảng một take thôi. Thì đó là cái cách giải quyết của Sunny. Nghi và cái bạn đánh piano đã ngồi lại và tự feel thôi. Thế là chỉ có một take và live hoàn toàn từ đó đến cuối luôn. Thì đó chính là cái version khó nhất, nhưng mà tới phòng thu một cái là làm nhanh nhất. Và tưởng là đơn giản nhưng không hề đơn giản. Thì hy vọng là các bạn cũng sẽ thích cái version này. Tại vì nhạc của nhạc sĩ Dũng Sơn rất là khó hát, và mình phải hát đúng, phải hát cho nó sâu sắc. Mình phải thấm được bài hát như thế nào để truyền tải được. Thì đó là một điều mà Nghi phải dành rất rất nhiều thời gian để tập. Hy vọng các bạn thích. Tự nhiên nghe Xuân Nghi nói như vậy bỗng mong muốn là thử thách Xuân Nghi hát một đoạn cho Sugar xem là nó khó như thế nào không ta. Bây giờ một Xuân Nghi có thể hát một vài câu không? Ok, Nghi xin hát một chút xíu khúc cuối của những cánh bạc bay nhé. Nắng có còn hơn ghen môi em, mưa có còn buồn trong mắt trong, từ lúc nữa em về là biết xa nghìn trùng. Wow, vỗ tay. Trong lúc nghe Xuân Nghi hát là ở đây là nhắm mắt lại cảm nhận thôi đó. Mặc dù như vậy mà chúng ta cũng không quên cái nhiệm vụ ngày hôm nay là phải dẫn dắt hành khách của chúng ta để hiểu thêm nhiều hơn về Xuân Nghi. Và đặc biệt là không biết là từ khi nào thì Nghi có cái định hướng là mình trở thành một cái nhạc sĩ hay là một nhà sản xuất âm nhạc ha? Nghi nghĩ là cái chuyện ca hát thì lúc từ nhỏ đến lớn thì Nghi lúc nào cũng muốn hát rồi. Nhưng mà cái khoảng thời gian mà Nghi thực sự định hình lại cái vấn đề của mình trong âm nhạc á, thì là cái lúc Nghi bắt đầu lên đại học. Thì Nghi khi mà apply vô trường đại học á, thì Nghi cảm thấy mình cũng không có mình không biết là mình nên làm gì ở trong âm nhạc. Mình biết là mình sẽ sống với âm nhạc thật lâu, nhưng mà mình không biết là làm thế nào để làm điều đó. Thì Nghi cũng tìm hiểu rất là nhiều thứ, và từ 15 tuổi mình đã viết nhạc rất là nhiều rồi. Thì Nghi đã thử sức với cái ngành công nghiệp âm nhạc ở trường đại học USC. Thì đi vào trong đó là học được rất nhiều lớp học khác nhau, những hướng đi khác nhau, từ quản lý nghệ sĩ cho tới bầu show, cho tới audio engineer, phòng thu, tất cả mọi thứ. Nghi học tất cả mọi thứ và Nghi cảm thấy là mình rất rất là tâm đắc với cái chuyện là làm sản xuất, làm business đằng sau, đứng đằng sau cái hậu trường âm nhạc.
thì đó là một cái chương mới của Nghi đó. Thì đó từ đó đến giờ thì Nghi lúc nào cũng giữ vững cái đam mê ca hát của mình, nhưng mà Nghi vẫn rất là Nghi lúc nào cũng muốn đào tạo các bạn ca sĩ trẻ và sản xuất những cái chương trình âm nhạc, cái album âm nhạc. Đó là cái hướng đi mà Nghi chọn. Và thời gian vừa rồi thì Ryzone cũng thấy rằng là bạn cũng có một ca khúc kết hợp với cả Hoàng Thống trong nhóm The Ship đúng không? Bài hát Không Thể Hết Buồn cũng rất là dễ thương và được rất nhiều những khán thính giả phản hồi khá là tích cực. Thế thì không biết rằng là Sơn Nghi có thể chia sẻ một chút xíu xem là cái tên Không Thể Hết Buồn thì rốt cuộc là nó có buồn nữa hay không? Hay là vì sao mà mình chọn cái tên như vậy? Đúng rồi, bài hát Không Thể Hết Buồn là bài hát phải nói là diễn tả từ đầu đến cuối cái tâm trạng của Nghi khi mà ở Việt Nam ấy, thì khi mà gặp Sugar hồi 2 năm trước nè, rồi khi mà sống ở Sài Gòn một mình thì rất là may mắn gặp được một người bạn rất rất là tài năng, đó là Hoàng Thống. Thì Nghi dành rất nhiều thời gian để viết cái bài hát này, những cái lời từ cái lời lẽ từ chữ một. Thì Không Thể Hết Buồn có nghĩa là khi mà ở Sài Gòn Nghi thật sự rất là cô đơn và cũng rất là gọi là stress công việc này, rất là stress, rất là cô đơn và rất là nhớ nhà, nhớ gia đình, nhớ người yêu. Thế là Nghi mới hay nói là ngày nào Nghi cũng xuống ly làm một ly trà sữa hết, nhưng mà sao Nghi không có hết buồn, sao uống hoài không hết buồn vậy? Thì Nghi mới nói Hoàng Thống ơi, Nghi uống trà sữa không, tối nào cũng đi uống trà sữa không, uống trà sữa không, buồn quá nhưng mà không bao giờ hết buồn hết. Thì đó là Hoàng Thống mới suy nghĩ ra hay là bây giờ mình sẽ viết cho Nghi một cái điệp khúc này. Thì Thống mới viết là bao nhiêu ly trà sữa thì em cũng không thể hết buồn. Thì đó là viết về Nghi đấy. Dễ thương. Thì rất là nhiều thứ nè, xem bao bộ phim cũng không thể hết buồn, uống bao nhiêu ly trà sữa cũng không thể hết buồn. Thì bài hát này khi mà ra Nghi cũng không có promote gì nhiều, Nghi chỉ để dành tặng một khoảng thời gian rất là đẹp khi mà ở Sài Gòn thôi. Và rất là may mắn là các bạn trẻ rất là thích, giống như là nó liên quan, nó relatable sao đối với các bạn ấy. Thì cũng cả triệu view ở trên YouTube. Thì rất là vui, rất là mừng khi là các bạn ủng hộ Sơn Nghi như vậy. Nhưng mà Nghi cũng mới nhận ra là những cái gì mà nó stay true với Nghi, nó thật về con người Nghi thì chắc là các bạn thích hơn. Thì đó là một cái thành công của Sơn Nghi. Nhưng mà đáng lẽ lúc đấy bài này nó phải tên là bài bao nhiêu ly trà sữa. Hoặc là lúc đấy là Sơn Nghi phải nhắn tin một cái cho Zone Radio là Ship cái bài liền. Hát này nó sẽ là thành Không Thể Hết Buồn Cười. Cứ cười mãi thôi, không có buồn một tí. Ok, thế thì Ryzone hy vọng rằng là trong thời gian sắp tới thì với những cái nguồn cảm hứng đến từ chính cuộc sống thật của bạn, chính từ bản thân bạn, cũng sẽ tạo ra được nhiều những cái bài hát hay như thế nữa. Và để mọi người khi mà lắng nghe thì biết được và thật sự yêu mến một cô nàng Xuân Nghi như thế, rất là chân thật và mộc mạc, đúng không nào? Rồi, bây giờ thì có một cái thử thách nho nhỏ đến từ Ryzone trong buổi chiều ngày hôm nay. Đó là cái ca khúc Không Thể Hết Buồn đó, với một cái phiên bản rất là nhẹ nhàng, lãng đãng như vậy thì mình đã nghe quá là nhiều rồi. Bây giờ liệu Nghi có thể thử nó hát lại một vài câu với một cái phong cách nó chưa từng thấy ở cái bài Không Thể Hết Buồn này không? Trời ơi, em trời khó nghỉ quá, bắt hát biết ạ. Ok, dẫn chứ Nghi bây giờ Nghi sẽ thử bài Không Thể Hết Buồn với version cha được không ta? Thì trước mắt là cứ tạm cái đó trước đi để nhớ mà xem là hai MC có thấy là đã đủ khác biệt chưa. Thì mình lại tính tiếp. Nào, nó phải khác thì... thật khác nha. Ok, sẽ là version ja của bài hát Không Thể Hết Buồn. Ok, ready, go. Anh ở đâu, đã ăn tối chưa? Em ở đây, cứ hát cứ nhớ anh ngày dài. Anh nơi ấy, trời đang nắng hay mưa? Em ở đây, sao nói chẳng có ai đón đưa? Khi bình minh, liệu anh có nhớ em? Không một ai ngồi đây ngóng trông anh cả ngày. 2 giờ sáng, liệu anh đã dậy giấc chưa? Còn em ngẩn ngơ, muốn cho đến bao giờ? Ok, đủ chưa? Đủ đôi chưa? Chưa, cái này thì vẫn không khác, khác lắm. Bởi vì nó vẫn hay. Thôi, xin phép ngưng ở đây. Thôi chắc cũng ngưng ở đây thôi. Vừa rồi thì chúng ta đã được nói nhiều về cuộc sống của Nghi hiện tại nè, rồi dự án âm nhạc của Nghi ở thời điểm hiện tại. Chắc là bây giờ mình nói về tương lai đi ha. Thì không biết là nếu mà có 3 dự án mà mong muốn nhất để tương lai mình thực hiện thì đó là gì? Wow, các bạn hỏi đúng tủ luôn. Thì sau chương trình Chạm kỳ này, Nghi có ra mắt ngay một single. Rất rất là mong cho em sẽ
tất nhiên là sẽ là một trong những supporter đầu tiên của Sunny rồi. Yeah. Thì sẽ ra rất nhiều single nè, và còn có một nguyên một cái EP 8 bài hát sẽ ra mắt trong khoảng 1-2 tháng nữa thôi. Đó là một trong những cái dự án lớn nhất trong năm nay của Nhi. Và tất nhiên tiếp theo Nhi sẽ step back a little bit để sản xuất rất là nhiều chương trình ca nhạc cho các bạn trẻ rất là tài năng ở bên này nữa. Từ đây đến cuối năm thì Nhi cũng có rất là nhiều những cái chương trình khi mà Covid nó die down một chút xíu và ở Cali nó open hơn, thì Nhi còn có cơ hội để tổ chức sản xuất, tổ chức biểu diễn cho hãng băng đĩa NMG ở bên này, bên Mỹ. Thì rất là nhiều plan, rất là nhiều những cái project sắp tới, nhưng mà hy vọng Zone FM và các bạn khán giả của Zone FM sẽ không bỏ lỡ điều gì hết. Yeah, chắc chắn rồi. Hồi nãy thì Ryzone có nghe là Nghi có chia sẻ là Nghi sẽ dự định sản xuất những cái chương trình ca nhạc dành cho các bạn ở bên Mỹ á. Thì không biết là Nghi có dự định là quay lại Việt Nam để làm những cái việc tương tự như vậy cho những bạn nghệ sĩ Việt Nam không? Đúng rồi, thì bất cứ khi nào mà Việt Nam chào đón rộng mở, Sunny sẽ về ngay lập tức. Ok, vậy thì là chúng ta cũng sẽ có một cái lời hứa với nhau về những cái dự án âm nhạc sắp tới, nào là một single mới này, kèm theo đó sẽ là một EP là sẽ chuẩn bị ra mắt trong một vài tháng nữa, và cũng có một cái lời hứa là sẽ quay trở lại Việt Nam trong thời gian sớm nhất có thể. Thì bản thân Fryzone cũng chỉ mong rằng là tình hình dịch bệnh cũng sẽ sớm được kiểm soát ở khắp mọi nơi luôn, và chúng ta cũng sẽ sớm được gặp nhau ở trong phòng thu của Zone FM nhá. Rồi, một lần nữa thì cũng cảm ơn bạn rất là nhiều, bởi vì khoảng cách địa lý thì cũng khá là xa, chúng mình phải yêu xa, phải nói chuyện với nhau qua những cái ứng dụng thông minh, nên đôi khi là cũng sẽ khá là bất tiện về cái múi giờ nữa, nhưng mà Xuân Nghi cũng đã rất nhiệt tình để có thể dành thời gian và tham gia cùng với cả Ryzone trong buổi chiều ngày hôm nay. Thì mong rằng là như lúc nãy Sugar cũng đã nói đó, chúng ta cũng sẽ sớm được quay trở về và gặp nhau thực sự như thế này, để có thể bắt tay, high five với nhau và ôm nhau một cái và cùng nhau hát một bài nhá. Yeah. Và chắc là trước khi khép lại chương trình ngày hôm nay thì cũng nhờ Xuân Nghi gửi một vài lời chúc đến tất cả các bạn thính giả đang nghe Sun Radio nhá. À đúng rồi, Xuân Nghi xin vô cùng chúc các bạn luôn luôn giữ vững tinh thần và sức khỏe thật là nhiều sức khỏe, và mong Việt Nam sẽ sớm kiểm soát được dịch bệnh, và mong mọi thứ sẽ luôn luôn thuận lợi và mọi người sẽ luôn luôn an bình. Thì Nghi nhớ là mong mọi người giữ gìn sức khỏe, và Nghi cũng cảm ơn số em hôm nay đã cho Nghi làm một người Friday Passenger rất là vui, một cái chuyến đi rất là vui với tôi với lại Sugar, người bạn cũ lâu ngày mới gặp. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hy vọng các bạn sẽ luôn luôn ủng hộ sản phẩm âm nhạc tới của Xuân Nghi. Yeah, và chắc chắn sẽ là một món quà âm nhạc cuối cùng mà Xuân Nghi dành tặng cho tất cả các bạn thính giả, đó là bài gì hả Nghi? Xuân Nghi xin gửi tặng các bạn bài hát Trả Lại Em Yêu của cố nhạc sĩ Phạm Nghi. Một bài hát mà Xuân Nghi rất là yêu thích, mà các bạn cùng lắng nghe nha. Ok, Ryzone kỳ quá, bắt người ta đến làm khách mời xong bắt người ta tặng quà cuối cùng luôn nữa. Cảm ơn những cái lời chúc rất là dễ thương đến từ Xuân Nghi, và cũng chúc bạn như vậy thật là nhiều sức khỏe, thành công, và chúng ta sẽ sớm được gặp nhau.